chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Lâm Oanh, mình là một người con của dân tộc Mường, mình đến từ Thanh Hóa. Từ lấy vào thấy ai thí sinh nào ta cũng cứ rớt hoài, run quá, không biết là đến lượt mình như thế nào. Thách thức danh hài là đưa lại niềm vui đến cho mọi người sau những ngày làm việc. Nếu như tuổi trẻ mà không có thách thức danh hài thì tuổi già làm gì? Em một tí em chưa xong rồi mẹ ơi. Quý vị, đây là thách thức danh hài mùa thứ 3 và Trấn Thành đang chuẩn bị cho một cái số ghi hình mới. Vâng. Và bên này có một cái con người đang rất là lõa lồ đây. Lõa lồ. Cái gì? Đó. Cái gì là ăn bẩn. Coi như là bất chấp thân thể, hiểu không? Đó. Đại khái là như vậy. Nói chung là hôm nay là chúng tôi là sẽ quá thân nông thôn và thành thị. Khi bóp và với thai ơi trời ơi ghê lắm, thịt mỡ trứng, thịt cá trứng sữa ghê lắm. Bàn làm việc của Huy là hai màn hình lớn bắt cận danh hài Trấn Thành, bắt cận danh hài Trường Giang để xem họ mỉm cười khi nào. Khu Golina có ngọn khối bốc lên cao rồi, chơi thôi. Hồi nãy mà có 2 triệu là con cái đi mua rồi. Đường về cũng dễ sao. À không phải, câu chuyện chỉ có 2 đứa hiểu thôi. Còn cái tay MC hay để tay vậy đó. Kính thưa quý vị, không có để tay vậy là khi mà đói bụng mới để tay vậy ông nội. Còn MC thì để tay vậy khoan thai. Trời đất ơi, mẹ hồi lội cái ngón tay của mình đi nha. Rồi giờ em xuống anh ôm anh Trường Giang. Rồi ký dưới đây này, ký dưới đây cho về nè. Tại sao nó bắt tôi lên mà nó đi xuống nó ôm Trường Giang là sao ta? Cái sự thu hút nó kéo tới, hiểu không? Chán thiệt. Sao ôm lâu dữ vậy anh? Mẹ ôm lâu rồi mẹ. Chương trình Thách thức danh hài do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Cung thực hiện với sự tài trợ độc quyền của viên uống Hoa Thiên Cân, bằng nổi tiếng bí quyết trẻ đẹp. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hãy xem tập 3 Thách thức danh hài phát sóng vào lúc 21h30 tối thứ Tư ngày 16 tháng 11 năm 2016 trên kênh HTV7.